Xin chào các bạn. Trước mặt mình là chiếc máy bay đặc biệt nhất, được mong chờ nhiều nhất trong những ngày vừa qua của các e-sporter, những người yêu thích máy bay tại Việt Nam. Đây là một chiếc VC-25A, chuyên cơ không lực 1 của Tổng thống Mỹ. Chiếc máy bay có tên mã consign là Air Force One. Và đây cũng là tên một bộ phim nổi tiếng cùng tên, với nhân vật chính là chiếc máy bay này. Đã 5 năm rồi mới có một chiếc Air Force One quay trở lại Việt Nam, kể từ cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2019. Nhưng đây mới là lần đầu tiên mình quay được chiếc máy bay đặc biệt này. Năm 2019 thì mình đã bỏ lỡ mất. Chiếc máy bay này còn được coi là một nhà trắng ở trên không. Nó được trang bị với nội thất sang trọng và các tiện nghi, trang thiết bị cần thiết để Tổng thống Mỹ có thể điều hành đất nước ngay từ trên máy bay. Nếu cần thiết, Tổng thống Mỹ có thể phát biểu trước quốc dân ngay từ văn phòng trên chiếc không lực 1 này. Máy bay cũng có thể được vận hành như một trung tâm chỉ huy quân sự ở trên không trong trường hợp xảy ra sự cố như tấn công hạt nhân. Chiếc này cũng được trang bị khả năng tiếp nhiên liệu trên không và các biện pháp đối phó với tên lửa phòng không. Những khả năng đặc biệt này đều được phô diễn trong bộ phim Không lực 1 cùng tên. Các bạn có thể tìm xem, một bộ phim rất thú vị. Bây giờ mời các bạn cùng chiêm ngưỡng chiếc Không lực 1 Air Force One ngoài đời thực. Chiếc không lực 1 Air Force One đang hạ cánh xuống đường băng 11 phải sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều khả năng chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước, rất đáng được mong chờ. Sau khi hạ cánh, có lẽ đoàn xe đặc biệt sẽ đưa Tổng thống Mỹ về nghỉ tại một khách sạn sang trọng trong nội thành Hà Nội. Lễ đón chính thức và các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày mai 11 tháng 9. Và đây là hình ảnh quay pha hạ cánh của chiếc VC-25A, chuyên cơ không lực 1 từ camera góc rộng. Có thể thấy bên dưới máy bay là cánh đồng lúa đang chín vàng ở gần sân bay quốc tế Nội Bài. Tất nhiên đoàn chuyên cơ của Tổng thống Mỹ không chỉ có một chiếc VC-25A này mà còn nhiều máy bay khác đi kèm theo. Mình sẽ gửi đến các bạn trong một video tổng hợp chi tiết hơn. Đây chỉ là một video đưa tin ngắn và nhanh về sự kiện đặc biệt và chiếc máy bay đáng được mong chờ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.